Chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Thế Hùng Crypto. Nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé. Các bạn thân mến, thì ở cái video buổi tối ngày hôm nay thì mình sẽ là cập nhật cho các bạn một cái thông tin về cái dự án OpenEX là khai thác cái đồng UEX. Thì đây là cái kèo khai thác cái đồng coin của sàn OpenEX, thì chúng ta sẽ khai thác ở trên cái app Satoshi và chạy ở trên cái mạng Core. Cụ thể thì ở cái video này thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn cái thông tin này nó sẽ là rất là quan trọng vì liên quan đến cái việc mà chúng ta phải hoàn thành cái nhiệm vụ này, và cái nhiệm vụ này thì cũng là một cái nhiệm vụ cuối cùng để mà chúng ta xác minh được cái địa chỉ ví để chúng ta là nhận cái đồng OX. Thì cái thông tin này là mình mới cập nhật được ở trên cái trang Twitter chính thức của dự án OpenEX, cũng như là giải thích về cho các bạn về cái việc mà nó lỗi cái lỗi mà cái gửi cái mã OTP cũng như là xác minh địa chỉ ví và xác minh cái khuôn mặt để mà chúng ta liên kết cái địa chỉ ví. Thì đây là một cái điều mà rất là khó khăn và cản trở chúng ta khi mà chúng ta liên kết cái địa chỉ ví để rút cái đồng OpenEX về rút cái đồng OEX ở trên cái ví Satoshi về cái app OpenEX hay là về cái ví MetaMask. Đó thì tất cả các cái thông tin thì mình sẽ là chia sẻ cho các bạn. Thì ở trên cái trang Twitter chính thức của dự án thì cách đây là 19 giờ thì cũng có một cái bài tít ấy. Thì mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn luôn để cho các bạn nắm được. Một số người dùng đã gặp sự cố ở trên một số thiết bị Android, nhất định là khi cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ X ở trong OEX app do xung đột các cái NIP cơ bản. Và để giải quyết vấn đề này thì một số nhiệm vụ C, một nhiệm vụ C mới đó là Core Mainnet sẽ sớm được cung cấp để mà xác minh địa chỉ. Và đối với những người mà dùng không thể hoàn thành nhiệm vụ X thì bạn có thể chọn địa chỉ hoàn thành nhiệm vụ C. Tức là những cái nhiệm vụ như này thì là chúng ta bắt buộc là chúng ta phải hoàn thành rồi. Đó, và không hoàn thành nhiệm vụ này thì chúng ta phải hoàn thành nhiệm vụ kia, tức là chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ X thì chúng ta phải hoàn thành cái nhiệm vụ C. Cái nhiệm vụ X này là chính là cái nhiệm vụ cheater đó các bạn. Đó, nhiệm vụ cheater, còn nhiệm vụ C này là cái nhiệm vụ mà liên kết ở cái địa chỉ ví. Cũng nhận được phản hồi từ OX Community về các vấn đề khi nhận MIOTP qua Satoshi app và lỗi nhận dạng khuôn mặt khi mà chúng ta liên kết ví, thì nhóm công nghệ của chúng tôi đã tích cực liên lạc với nhóm Satoshi app và được biết rằng một loạt yêu cầu đồng thời đã đạt đến giới hạn API hàng ngày, tức là chúng ta đã vượt qua đến 500.000 người và chúng tôi đang gặp phải tình trạng lỗi máy chủ cao. Vì vậy thì vui lòng cân nhắc hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian thấp điểm, tức là chúng ta sẽ chọn cái thời gian nào mà về đêm hoặc là vào cái thời gian mà thấp điểm, tức là không phải thời gian cao điểm, ít người truy cập vào app để thì chúng ta sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ này. Đó. Và hãy yên tâm, thứ tự hoàn thành không ảnh hưởng đến kết quả địa chỉ, tức là chúng ta gửi địa chỉ sớm hay chúng ta gửi địa chỉ muộn, liên kết địa chỉ ví sớm hoặc là liên kết địa chỉ ví muộn cũng không ảnh hưởng gì đến cái việc mà chúng ta có nhận được hay không các bạn nhé. Cái này nó không giới hạn, không phải là ai đến trước thì được nhận trước, mà tất cả mọi người đều hoàn thành được thì chúng ta đều nhận được. Cảm ơn sự kiên nhẫn của và hợp tác của các bạn. Thì ở trên đây là tất cả những cái ý mà dự án muốn truyền tới tất cả người dùng khi mà tham gia dự án, thì mọi người hoàn toàn là có thể yên tâm cũng như là bình tĩnh về cái việc mà chúng ta chưa xác định được cái địa chỉ ví, thì chúng ta cứ yên tâm và hạn đến hết ngày 27 tháng 4 cơ. 27 tháng 4 thì chúng ta mới đóng cái phần mà liên kết ví, và đến ngày 29 thì nó sẽ chính thức là mở cho chúng ta rút cái đồng OX. Thì cái thông tin này thì mình ở cái video ngày hôm qua thì mình cũng đã chia sẻ cho các bạn rồi. Và ở đây thì chúng ta sẽ tham khảo hơn thêm một chút một số các cái câu hỏi mà người dùng đã hỏi dự án nhé. Không thể nhập ví của tôi vào OX nữa. Sau bản cập nhật mới nó sẽ tải hàng giờ nhưng không bao giờ mở. Thì cũng xem là cái đội ngũ họ trả lời như thế nào. Tôi sẽ gửi nó cho đội ngũ kỹ thuật. Cảm ơn bạn. Cảm ơn phản hồi của bạn nhé. Tiếp tục cái câu hỏi tiếp theo là ứng dụng này hoàn toàn không hoạt động ở trên điện thoại của tôi và tôi không biết nó sẽ tiêu tốn số tiền khó kiếm được của tôi như thế nào. Thì ở đây các bạn bạn đội ngũ bạn cũng đã trả lời là bạn có thể hoàn tất việc ràng buộc địa chỉ của mình trong bất kỳ ví gấp ba nào sau khi nhiệm vụ C trực tuyến, đừng lo lắng. Tức là các bạn có thể lấy bất kỳ một cái địa chỉ ví gấp ba nào, ví gấp ba sàn OKX, ví Bitkeep, ví MetaMask, ví Trustwallet,
và bất kỳ cái ví nào Web3 cũng được, và tuyệt đối là không được lấy địa chỉ ví của sàn, là chúng ta đều được chấp nhận nhé. Và tới đây thì nó sẽ có thêm cái nhiệm vụ C trực tuyến, thì chúng ta sẽ liên kết nốt cái nhiệm vụ C này nữa là chúng ta sẽ là hoàn thành cái nhiệm vụ cuối cùng. Đó, trên đây là cái phần thông điệp của dự án nhé. Tiếp theo đó là những người đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, họ có cần phải hoàn thành nhiệm vụ C hay không? Thì ở đây họ nói là không cần thiết, tức là không cần thiết phải hoàn thành cái nhiệm vụ C. Đó, và ở đây thì những cái câu hỏi sau thì dự án người ta không trả lời nữa, nó chỉ trả lời một số những cái câu hỏi mà nhiều người hỏi nhất, còn những cái câu hỏi trùng lặp thì họ sẽ không thể trả lời nữa. Đó, thì ở trên cái app này, trong cái ở đây thì chúng ta mới có cái nhiệm vụ E, nhiệm vụ X, nhiệm vụ T và N và Z, thì tới đây thì nó sẽ có thêm một cái nhiệm vụ nữa, đó là cái nhiệm vụ C. Nhiệm vụ C này chính là cái nhiệm vụ mà chúng ta liên kết cái địa chỉ ví ở trong này. Thì hiện tại thì chúng ta dự án nó chưa ra mắt cái phiên bản mới, cho nên chưa có cái nhiệm vụ T ở đây. Còn đối với các bạn mà bấm vào cái phần mà long testnet này mà chúng ta không sổ ra cái phần core mainnet thì các bạn hãy cập nhật cái phiên bản app mới nhất, phiên bản app mới nhất nhé, mà hình như là 0.19 hay là 1.7 gì đó. Đây mình xem nào, để mình kiểm tra lại này, 10.9 các bạn nhé, là cái phiên bản mới nhất hiện nay. Thì nó sẽ có cái phần mà có bấm vào đây thì nó sẽ có cái phần core mainnet, và cái phiên bản tiếp theo thì có thể nó sẽ thêm một cái OX mainnet nữa. Trước mắt thì chúng ta sẽ là dùng mạng core mainnet, và core mainnet này hay là long testnet thì cái địa chỉ ví, mã ví đều giống nhau. Chúng ta bấm vào đây chúng ta có bí ví, bí ví này, hoặc các bạn có thể kích vào cái đồng USDT này, chúng ta nhấn vào cái phần nút này, chúng ta sẽ copy địa chỉ ví, nó đều là một mã ví các bạn nhé, đều là một cái mã ví tất cả. Tất cả các cái đồng ở trong này thì cùng một cái mã ví. Thì chúng ta lấy địa chỉ bất kỳ một cái đồng nào cũng được, hoặc các bạn có thể copy cái địa chỉ ở bên trên này, nó cũng là đều được nhé, cùng một mã ví tất cả. Đấy là chẳng qua các bạn không để ý, chúng ta chỉ cần để ý một chút là chúng ta sẽ biết được là tất cả các cái testnet hay mainnet thì ở trong cái OS của chúng ta thì đều cùng một cái mã ví của chúng ta cả. Để các bạn lấy cái địa chỉ ví này, chúng ta liên kết vào cái app Santoshi. Còn nếu như các bạn không tin tưởng, chúng ta có thể lấy trên cái ví MetaMask cũng đều được, không vấn đề gì cả. Đó, và cái phần OX này thì nó tổng hợp tạm thời cái số dư của chúng ta. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy nó có 169 đô. 169 đô này là cái đồng OX tạm tính là testnet nhé. Các bạn lưu ý nhé. Nó ở cái testnet đây này. Khi mà các bạn bấm vào đây chúng ta sẽ chọn sang core mainnet thì nó sẽ chưa có giá. Các bạn sẽ nhìn thấy nó mất giá luôn. Tức là chúng ta sang core mainnet là cái đồng này nó chưa niêm yết nên nó chưa có giá. Còn khi các bạn chuyển về testnet thì nó sẽ căn cứ vào cái giá testnet ở trên cái sàn đây. Các bạn nhấn vào phần chain này này. Đó thì nó sẽ tính theo cái giá này ấy các bạn nhé. Ở trên là các bạn sẽ là thấy được là nó nói chung là testnet thì cái giá của nó sẽ là không có thực, cho nên là các bạn cũng không quá bận tâm về đến cái phần cái giá của cái đồng OpenX ở cái phần đó. Đó, khi các bạn nhấn vào đây thì nó sẽ là chuyển sang Open, sang cái Core Mainnet thì các bạn sẽ thấy được cái giá thật của nó. Đó, và phần các bạn nhấn vào đây này để chúng ta claim cái đồng OX. Đây các bạn nhấn vào cái phần AGX này thì nó sẽ có một cái avatar nhỏ xíu ở đây. Các bạn kích vào chúng ta sẽ claim được cái đồng OX miễn phí. Và sau này thì khi mà nó mainnet thì chúng ta sẽ được nhận cả cái đồng này cũng như là cái đồng mà chúng ta khai thác được trên app Satoshi. Và cũng là sẽ là cái cơ hội để chúng ta kiếm thêm được cái đồng OpenX các bạn nhé. Ok, thì cái video này thì mình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau.